hãy thánh tài sẽ phiêu lưu hành trình. Ngại gì khó ban đầu, cả nhà luôn bên nhau. Điều đó con sẽ làm cùng em. Từ nay con sẽ lớn hơn, dần dần bước qua trong gai rất nhiều phía trước. Và con sẽ không biết đâu vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi sẽ không có gì là khó. Và luôn tự tin vào chính mình. Thử thách lớn không? Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Vậy là chuyến xe chở Andy, Andy Khánh, Son, Cam, Xoài và Đậu trên chặng đường mang tên Điều bố mẹ mong con thay đổi đã dừng bánh. Trong một sớm một chiều, các con không thể thay đổi ngay được. Nhưng điều mà bố mẹ luôn mong muốn là các con có thể một lần được đối diện với những vấn đề mình đang gặp phải. Để khi khởi đầu một hành trình mới, các con sẽ hoàn thiện hơn, mạnh dạn hơn và tự tin hơn cho những thử thách sắp tới. Ở tập này, ba cô cậu bé Andy Khánh, Cam và Xoài sẽ trải qua một ngày đáng nhớ khi ở nhà cùng bố và không có mẹ suốt cả một ngày dài. Rất nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra khiến cho các đấng mày râu và các con phải bối rối. Không biết là họ sẽ vượt qua thử thách này như thế nào đây? Vậy thì hãy cùng đón xem ngay nhé! Tập 9. Khi mẹ vắng nhà. Anh đi ra chương trình này con biết là chương trình gì không? Con hát bài này cho ba nghe đi. Gia đình là số 1. Gia đình là số 1. Ô ô ô ô ô. Gia đình là số 1. Ô ô ô ô. Gia đình là số 1. Ô ô ô ô. Gia đình là số 1. Ô ô ô ô. Cái gì đó vậy? Cho con. Có vậy ta đó hả? Cảm ơn mẹ. Ngoài ra không có gì nữa hả? Trời đất ơi. Ba gì dễ vậy? Giờ hai cha con ở nhà nha. Với lại Peter luôn. Hôm nay anh không có làm cái gì, buổi sáng anh cho em gửi đi. Em đi chợ hả? Em đi chợ, em mua đồ cho con nè. Ok. Cho em mua sắm bữa đi. Đi chợ mà bận đồ đẹp thế. Trời ơi, đi. Đi. Em đi, mẹ mặc vậy được không? Mẹ mặc vậy chắc không có được cho lắm. Ủa? Chứ sao, giờ phải sao? Giờ mẹ mặc áo... gì hơi đỏ đỏ đi. Cái gì vậy ba ban ngày? Nói là, con ý là con nói là mẹ bận quần tây với áo sơ mi đỏ đúng không? Đúng không? Thôi cho mẹ lâu lâu chân chịu mặc đậm nữa đi. Nha. Nha. Ok không? Thôi con chiều mẹ đó. Rồi, thôi vậy nha. Hai cha con. Ý, anh Đi ơi, có ai gửi gì kìa? Đi chạy ra lấy cho mẹ coi đi. Con đọc cơ ba coi cái gì vậy? Thử thách lớn khôn. Wow. Giờ con đọc cho ba nghe coi. Trời, dài quá vậy. Đâu có dài lắm đâu. Rồi. Chào mừng gia đình Andy Khánh đến với thử thách tiếp theo của chương trình hôm nay. Hôm nay. Hôm nay. Hôm nay hả? Hai bố con sẽ cùng nhau làm cái gì thật hiện những thử thách mà chương trình đưa ra khi không có mẹ. Ủa? Con mẹ cái gì vậy? Khi không có mẹ. Con mẹ rồi chắc rồi con mẹ sẽ tiếp
sẽ dành 2 ngày hôm nay. Con hiểu không? Con hiểu cái bức thơ, tâm thơ này nói gì không? Nói về thử thách. Đúng rồi. Nói là bây giờ thử là ba với con sẽ ở nhà, còn mẹ sẽ đi. Sẽ đi. Nè, cái này là em muốn đi mà bây giờ anh muốn bắt em ở nhà cũng không được, là chương trình kêu em đi nữa đó nha. Đúng rồi, bây giờ là chương trình nói mẹ sẽ đi thì ba với con ở nhà. Cứ nghĩ rằng là người mình ôi trời, đi rồi gì à, lo sao không biết nhà như thế nào, cứ suy nghĩ hoài. Nhưng mà rồi thôi, mình nghĩ thôi hôm nay thử buông bỏ một ngày thử thôi. Với lại trong cái chương trình cũng đã để cho hai bố con ở nhà như thế nào rồi, mình nói thôi buông xuôi đi, đừng nghĩ tới gì cả, để thử coi ảnh làm được không. Hả? Không nghe gì, nói gì mà không nghe. Biết là hai bố con đang thì thầm to nhỏ điều gì đây, hay là đang lên kế hoạch cho một ngày vắng mẹ ta? Câu trả lời sẽ đến sau một lát nữa, vì bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhà của Soi. Cầm nguyên miếng này nhé. Cầm miếng nào không thấm được ngọt ngay trâu đó. Bố xé ra nhá. Đây là sơn đấy. Sơn hả? Đúng. Sơn nhà. Ăn được sơn này. Sáng sơn này thì xoài mồm xoài thành màu trắng luôn. Cảm ơn anh. Thử thách của ngày hôm nay. Chào mừng gia đình xoài đến với thử thách tiếp theo của chương trình là thử thách vắng mẹ. Hôm nay hai bố con sẽ cùng nhau thực hiện những thử thách mà chương trình đưa ra khi không có mẹ. Còn mẹ sẽ dành thời gian này nghỉ ngơi và quay về nhà vào cuối ngày để nghe chia sẻ của hai bố con. Chúc cả gia đình sẽ có những trải nghiệm thật thú vị trong ngày hôm nay. Bình thường vắng bố nhiều rồi, hôm nay vắng mẹ mới khác chứ. Nhờ xin nhờ, hôm nay xoài về nhà với bố được không? Mẹ đi đâu? Mẹ sẽ đi chơi, mẹ đi gội đầu. Thế đi xoài nhà với bố nhá. Khi nào tôi làm xong nhà thì mình mới bị bơi xong rồi bơi ở dưới đấy. Hôm nay hai bố con ở nhà vui nhá. Sẽ đi chơi. Thầy mình lấy từ lấy rất lau miệng. Lau miệng á? Ăn xong chưa mà lau miệng? Mép mép. Trời ơi, như con mèo ấy. Thế khi nào xài đói, xài muốn uống sữa, xài muốn làm gì xài đều phải nói với bố hết, ok? Được gì? Được ạ. Bây giờ mẹ đi nhá, xoài ở nhà phải gì? Ngoan. Không gì? Không giật. Lèo. Lèo. Không được gì nữa? Không được quấy. Không được khóc nhè nữa nhá. Ok chưa? Ok rồi, chắc chắn. Chắc chắn à? Ok nhá, để chị mẹ về mẹ xem có đúng như thế không nhá. Ok, thơm mẹ nào. Những cái hôn thắm thiết này chỉ dành riêng cho mẹ Trang thôi. Mẹ hãy cứ thoải mái tận hưởng ngày hôm nay nhá. Bye bye. Cái thử thách hôm nay chắc chắn là sẽ khó khăn đối với Soi và cả bố Soi. Tại vì là với cái tính cách của Soi, mình biết là sẽ rất là hiếu động, nghịch quá mất cả tập trung luôn ấy. Nhưng mà đối với mình thì mình luôn đặt mọi những cái hành động hay là những cái tìm tòi của Soi thì mình cũng sẽ để cho Soi được thoải mái và tự nhiên. Hôm nay nhá, đầu tiên là mình làm bể bơi. Soi sẽ đứng ở đây. Không phải vẽ cho bố vẽ. Đâu Soi đây mà. Đầu đấy á. Tay đây. Tay à? Chân đây. Ừ. Chân. Muốn bơi phải có gì trong này? Phải có phao. Phao hình tròn. Đúng. Phao đây. Soi đang cầm vào nước đây này. Soi vẽ phun nước đi.
cái mà có cái que nhá. Xong rồi nó cứ có cái này ngọt ngọt này. Kẹo bông. Con thích làm không? Mình lấy nhá. Bái nha thôi. Nào, con vẽ cho bố xem bánh gato như nào để bố xem mình đã có đủ nguyên liệu chưa nào. Xóa rồi. Ơ? Phải xóa đi đấy. Bánh gato như nào ấy nhở? Hình tròn à? Bánh tròn như này này. Đi ra không. Nguyên dây mà. Có lửa trên. Nguyên liệu này. Phải có trứng gà, con vẽ cho bố trứng gà vào để bố chuẩn bị nào. Hình tròn à? Ừ, hình tròn, đúng rồi. 4 quả. 4 quả nào? Đấy, 2 rồi. 3 nữa. Rồi, mình có 4 quả trứng gà này. Mình phải có bột mì. Bột mì đâu? Con vẽ cái bát đi. Bột mì đổ vào bát nó sẽ đầy như này. Rồi. Mình phải có đường. Đường gì này? Đừng chấm à. Đấy. Ơ xoáy lại có. Có gì? Chào cảm ơn. Cũng đã trở thành khôn. Trở thành khôn. Hôm nay là ngày của mẹ. Nhân dịp này hai bố con hãy làm một món quà bất ngờ dành tặng mẹ trước khi mẹ quay trở về vào cuối ngày. Tặng mẹ bánh gato xong xoáy ăn kẹo bông. Xoáy thích ăn kẹo bông gì? Còn tặng mẹ bánh gato gì? Ok. Được. Nhất trí không? Vậy là xoài nhà ta đã xong kế hoạch ngày hôm nay. Giờ thì hãy cùng ghé thăm nhà bé Cam nha. Đồ ngon. Chua gà. Ai đấy Cam? Sẽ mở cửa. Mẹ ăn lại sớm nhỉ? Không biết ai gọi mình thớm hết nhỉ? Ơ? Ơ? Có cái gì này? Quà này Cam này. Cho con này. Này, mở ra. Cam ơi, Cam mở ra hả? Không, cái này là chỉ cần mở cái nắp đậy ra. Mở nắp đậy thôi, mở nhấc lên. Cho mẹ giúp. Ngon mới không? Rồi. Wow. Mẹ xem nào. Con đọc cái này đi. Đọc cho bố mẹ nghe. Mình có biết đọc đâu mà. Con đưa cho bố đọc xem nào. Cho bố. Thế rồi, chỉ có mỗi cái này. Cam ơi, nghe nhá. Thử thách vắng mẹ. Hôm nay hai bố con sẽ cùng nhau thực hiện những thử thách chương trình đưa ra mà không có mẹ ở bên. Mẹ sẽ tận hưởng ngày nghỉ của mình và quay về vào cuối ngày. Mỗi hai bố con mình thôi. Ấy ấy. Thế bây giờ con thích đi đâu? Hả? Mày biết con thích đi đâu? Ý, dạ đi vậy rồi. Cái gì? Ở nhà với mẹ á? Ở nhà bố đi chơi mình vậy? Không. Thế con thích đi với bố không? Dạ. Cảm ơn ơi. Con nhặt những cái gì con cho vào? Gì đấy? Bây giờ mẹ sẽ sắp đồ chuẩn bị cho Cam nhá. Trên giường có gì? Bút màu à? Con cầm cái gì đi đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cam ơi, con có mang bạn gấu hay bạn chó nào đi không? Con có mang gấu hay chó đi. Mang cả cái bình máy xay sinh tố làm gì? Con mang vừa phải đồ chơi thôi nhá, để còn tí nữa đi còn có chỗ cho bạn gấu nằm vào trong đấy, hay mang bạn gấu hay đi không? Có gì? Đây con đi chơi nhưng có mẹ không? I'd run 1,000 miles if I could run with you. Cái chào anh. Dạ chào. Con chào chú, con chào chú đi. Hello con. Con chào chú, tay đâu Cam? Ơi xấu hổ. Chương trình có gửi cho em một cái nhiệm vụ cho mình thì đây là cái nhiệm vụ của anh. Cam ơi, tên em, Cam này. Đưa được bố đọc. Em đọc nhá. Dạ. Là
À, nhân dịp ngày của mẹ thì hai bố con sẽ cùng tạo ra một điều bất ngờ dành cho mẹ. Dạ. Ok, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh làm một cái sản phẩm để cho anh và bé có để tặng cho mẹ. Thì bây giờ mình sẽ mặc tạp dề trước ha. À vâng ạ. Ok, okay. Bây giờ mình có tạp dề cho bé không ạ? Dạ có ạ. À ôi hay quá. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho con và bố làm một cái sản phẩm là một cái bình hoa. Thì cái này mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật rất là cơ bản cho dành cho những người mới học làm gốm nhé. Vâng. Đây là đất sét. Đất nặng đấy. Thì đất sét này mình đã được nhồi rồi. Thì bây giờ mình chỉ có lấy ra để mình xài thôi. Rồi bây giờ mình sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ đầu tiên để mình làm cái bình hoa là mình sẽ đi từ dưới đi lên. Có nghĩa là mình sẽ xây từ cái phần dưới đáy của mình trước. Thì bây giờ con lấy giùm thầy một ít đất sét như thế này. Đó. Hoặc là mình nhờ bố lấy cũng được. Bây giờ mình sẽ vo là thành một con viên bi. Bố cầm ấy cho, đây con vo lại đi. Đây bố làm cùng cam, em làm cùng cam nhé. Okay. Đây con vo lại dùng bộ. Đây cục này hơi to đúng không? Đây con vo bé thôi. Đấy. Đây bố vo cục to nhá. Con vo lại. Vo tròn lại luôn. Dạ đúng rồi, vo tròn lại. Cái này giống đất nặn ở nhà con chơi không? Hả? Ở nhà thì bé cũng rất là có nhiều cái bộ đất nặn màu ấy ạ. Cũng rất là hay chơi cái này xong rồi hay kiểu vo viên, kiểu nặn dài, nặn bánh các thứ. Con nặn đi. Đây vo dùng bố này. Vo tròn này. Rồi xong bây giờ mình sẽ đặt nó vào chính giữa của cái bàn xoay. Rồi bây giờ thầy nhờ con làm một cái chuyện này nè, là bây giờ mình sẽ dùng tay của mình nè. Nha. Mình sẽ tán cái này cho nó dẹp ra. Rồi 1, 2, 3. Xong đi. Rồi sau đó mình lại xoay nó một lần nữa rồi 1, 2, 3. Ok. Con thích okay. Mà đây đây cục bé của con đây. Cục rồi. Bé con làm cục bé. Bây giờ bố sẽ cầm tay con làm nhé. Ok bố để rồi. Đây 1, 2, 3. Tiếp này 1, 2, 3. Rồi, bây giờ cái vòng tròn này của mình nè, cái đáy này của mình nó không được tròn. Thì bây giờ mình sẽ cắt bớt để cho nó tròn. Thì thầy cho con một cái kim, rồi con cầm giúp cái kim thầy. Bây giờ thầy sẽ xoay cái bàn xoay nhẹ nha. Rồi Cắt. Ôi, đúng rồi, giống như là cam cắt bánh ấy. Tròn đấy nhỉ. Rồi. Wow. Xong chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái lượng sét giống như hồi nãy nữa. Ok. Rồi. Ra đây cam. Nhìn nè. Ra đây nặng. Đây tới với bố bé ngồi lên người bố. Đó. Rồi, sau đó bây giờ mình sẽ bóp cho nó thành một cái thanh như thế này. Đó. Rồi mình lại lăn nó trên bàn. Đấy con lăn này, ở nhà con cũng lăn thế anh còn gì nữa. Đây mình lăn ở trên bàn như thế này. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ dán nó lên. Thì dán nó lên thì mình sẽ dán như thế này. Đó. Được không? Rồi bây giờ con làm giúp thầy nhé. Con dán lên nè. Bố giúp con làm sao cả. Đây con đứng đây, đứng đây bố xúc. Ui giời. Nào đây con dán nào. Tay đâu. Đứng đây dán. Đây đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, bên này nữa. Đó. Đấy, con thấy không? Con thấy thầy với cả bố làm này. Bé Cam vẫn còn ngại thầy lắm, nên là bố Kiên đành phải tự làm. Con có tặng mẹ không? Con làm cái gì tặng mẹ đấy? Hả? Xấu hổ. Sao gì mà phải xấu hổ? Mình đi làm mà. Cam bôi cho bố nè. Bôi nước vào cho bố. Ừ. Gì? Bảo đi giúp bố mà không chả giúp được cái gì này à? Cam ơi, cô quên hộp bố nước đấy. Thế con không làm gì à? Hả? Chán thế. Con làm kem à? Bỏ ra. Hả? Con làm kem à? Ai bỏ ra? Hả? Con nói như thế nào nhỉ? À, nói lại đi, bố bỏ cho. Nói to. Ừ. Nói to. Không xấu hổ Cam, bố không thích cái tình xấu hổ như thế đâu. Con kệ thầy đi, nào con nói đi. Nói cho bố nghe. Hả? Con nói đi. Nói nào. Ừ? Nói nào. Nói nào nhỉ? Mẹ hát mẹ liên quan gì ở đây? Hả? Bố còn có chuyện này.
Tại vì là mình cũng bận công việc, nhưng mà hầu như là nếu mà trừ thời gian Cam đi học ra thì mình ở với Cam từ bé đến giờ là gần như là tối đa. Tại vì lúc nào khi mà Cam đi chơi thì cũng đều sẽ là có đầy đủ bố và mẹ. Nên là có thể hôm nay khi mà Cam nghĩ là hôm nay đang đi chơi, tại sao lại không mẹ đang ở nhà thế mà mẹ không đi cùng, chắc sẽ hơi thắc mắc. Cam hay bố bảo này, bố nói này, này nhìn bố này, nhìn đây là thầy giáo của mình nhá. Thầy dạy mình làm đức nặng, cho nên là con không được xấu hổ. Ok, con phải vui vẻ với thầy nhá. Ok, hứa nào, không xấu hổ nữa nhá. Rồi, mình sấy nhá. Giờ mình sấy bạn Bình nhá, để cho mang về tặng ai nhỉ? Mẹ nhân tặng mẹ gì nhỉ? Đúng rồi, tặng mẹ lo ăn. Dạ, bây giờ anh vuốt cái này cho nó mượt lại giùm em một xíu ha. Em sẽ đi cho mẹ sấy. Làm này gì bố? Dạ. Nè, con cầm này. Dạy cái tay con thấy đẹp không? Đẹp nhiều hay đẹp ít? Đẹp nhiều. Đẹp nhiều mà nhỉ? Thích không? Có gì? Nói to. Vậy là chiếc bình tặng mẹ cũng đã ra hình thù rồi đây này. Không biết là thành quả cuối cùng sẽ như thế nào đây? À, bông hoa con làm à? Đấy đấy, con để đây nhá. Xong rồi tiện mình gắn lên một thể nhá, con làm tiếp đi. Này, trước khi mình gắn nó lên là mình phải làm cái gì? Con bôi nước đã, con lấy cái bút lông con cho nước vào em hoa đã, rồi mặt sau này. Đúng rồi. Rồi, lấy ít thôi. Rồi, con vẩy bớt đi. Đúng rồi, chính xác. Con cho vào đây. Chấm một cái. Đúng rồi, bên này chấm một cái. Đúng rồi, rồi con dán lên bình đi. Con dán cái chỗ nước ở lên bình. Rồi, con dán lên bình đi. Đúng rồi, chính xác. Yes. Thế nào con dán ở chỗ khác nữa, xung quanh cái bình. Đúng rồi, giỏi thế nhở. Tiếp này. À, nhúng nước đã. Ok. Tiếp nào con. Đúng rồi, con nhúng vào một cái. Đây, để bố với cả thầy làm hoa cho cam chơi nhá. Nhúng một lần thôi con, chấm một chấm thôi. Không chấm nhiều. Rồi. Chưa trông chưa nhiều nước đúng không ạ? Yes, xong. Con thích không? Điều con tôm màu gì? Tôm màu hồng nhá. Thơm bố. Còn sáng nay là một cái nhiệm vụ mà phải làm gốm. Thì thật ra là trong cái tư duy của Cam thì Cam vẫn chưa thể nào làm được cái bình đấy. Bản thân mình làm đấy rất là khó. Thì Cam cũng chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi đất nặn và đó là đất nặn giống như đất nặn Cam chơi hàng ngày thôi. Cho nên là sẽ không có một cái khái niệm là kiểu để làm một bình ấy các thứ gì cả. Nhưng mà đến cái công đoạn mà tô màu thì Cam hiểu được cái vấn đề là sẽ tô màu lên cái bình này để tặng cho mẹ. Thì Cam cứ vậy là tô thôi. Bây giờ mình có thể chọn màu tô rồi nhé. À, con chọn bút đi, con chọn bút đi. Đấy, đúng rồi, con nhúng vào màu. Chắc chắn là cái bình này nó sẽ rất là lem nhem và rất là nhiều màu. Đúng rồi, đấy, con thích tô, chỗ nào con tô. Tô hết màu trắng đi à? Không, tô có màu khác không? Tí khác thôi. Tí con tô á? Điều con cứ tô màu trắng đã hả? Dáng tô kiểu gì đấy? Rồi lại còn cả màu đen à? Hả? Linh tinh thế. Rồi bây giờ mình sẽ ghi tên gia đình của mình lên trên sản phẩm. Con muốn ghi tên là gì? Cam Cam nhá. Ok, Cam Cam. Cứ viết lên thôi như bình thường thôi. À đây. Rồi ạ. Ok. Ok. Rồi bây giờ mình rửa tay. Mình hoàn thành xong sản phẩm của mình rồi. Yeah, hello. Yeah. Vậy là sau một buổi sáng làm gốm vất vả thì bố Kiên và Cam cũng đã hoàn thành một chiếc bình xinh xinh để tặng riêng cho mẹ Loan. Mẹ ta bố. Mẹ á, mẹ bố không biết nữa. Không biết. Nào, há mồm. Con ăn thịt. Con ăn thịt ở mùi, xin lỗi bố quên mất. Ăn thịt không? Đấy. Con ăn xịt à? Ăn xịt ăn gì?
Không gõ đũa Cam ơi, không gõ đũa. À, há mồm, có thịt. Ngon không? Thế tí nữa đứa nào ăn bơm, ăn xong đứa nào bơm bóng với bố. Ai nhỉ? Cam. Bố bảo này, tí nữa mình trang trí nhà cửa. Xong rồi mình bơm bóng xong mình trang trí nhà cửa. Xong rồi mình tạo cho mẹ một cái bất ngờ nhé. Đây. Con muốn con có hát cho mẹ nghe một bài không? Bài gì? Hai. Hát lại bố nghe nào. Hai ba. Twinkle little how I do what you are about world so high fly a diamond in the sky twinkle 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 a. Trong bài hát nó có từ A gì đấy không? Hả? Không á, làm trò lắm. Ok, ăn xong rồi, bây giờ mình đi bơm bóng cho mẹ nhá. Ok. Ok. Chuyên gia tới đây. Có thể nếu như mà quý vị khán giả theo dõi xuyên suốt chương trình và đặc biệt là cái câu chuyện của chúng ta từ ở lớp học gốm cho đến cái khung cảnh ở nhà này thì sẽ có một cái phát hiện thú vị là bạn Cam ở nhà có phải là một bạn Cam khác của bạn Cam ở lớp học gốm không nhỉ? Ở nhà bạn ấy rất thoải mái nói chuyện. Ở nhà bạn ấy làm nọ làm kia chả bù với ở lớp học gốm. Cam như một cái người khác hẳn, phải không ạ? Vì vậy, các bố mẹ khi xem chương trình này chúng ta cũng rút thêm một cái kinh nghiệm là khi con chủ động tự tin trong cái bối cảnh quen thuộc ở gia đình thì chúng ta động viên khen ngợi những cái điều hay đó để khi mà chúng ta đặt con vào một hoạt động ở một cái môi trường khác và chúng ta thấy con cần phải điều chỉnh thì chúng ta lấy chính những điều mà chúng ta đã động viên con ở nhà, đã khen con ở nhà để thúc đẩy con thực hiện những cái điều đó ở những cái môi trường mới. Cái điều này nó sẽ là một cái quá trình để giúp cho con có cái sự chuyển biến nó nhanh hơn, hơn là để cho trẻ phải tự từng ngày thích nghi. Thử thách lớn không? Ok. Thế hãy xúc đường cho. Mình phải cẩn thận không nó đổ hết ra ngoài. Ok. Chẳng đấy nhá. Đây là sẽ chị cho bố nhá. Ngồi cho mày. Ê, cái này nó thấy. Thấy không? Nào. Lên đi, lên đi. Lên đi, lên đi. Lên đi, lên đi. À đây rồi, đây. À. Xoay quần vào. Xoay quần. Ủa rồi. Lấy không biết quần. Đây này, con xoay đũa nhảy này. Xoay đấy, đúng rồi. Ơ ăn luôn á, đợi to lên á, ăn chứ. Phải ngon. Sao của mẹ làm nó to mà nó tơi, mình làm nó cứ dính kiểu gì nhá, chảy nhá. Ăn ngon. Ngọt. Quấn nhanh. Thì mình lấy cái này cơ. Đấy, con cầm này đi. Để ăn cái to đùng. Xấu nhỉ, con nhỉ. Bố ăn như thế được rồi mà. Như này á. Nhưng mà bố thấy không đẹp. Hay thấy đẹp. Bố thích nó phải phồng như này cơ. Như mẹ làm ấy. Bố thử nhá. Không được chưa? Ăn thử đi. Ngon. Chọc bông ngon mà. Lần này bố sẽ làm cẩn thận hơn nhá. Con thích làm hình gì thì bố làm nào. Hình vuông. Hình vuông bố chịu. Hình tròn. Hình tròn á? Đúng. Mẹ làm về trước. Bố không được lèo nhau nhá. Gì? Bố không được lèo nhau nhá. Ai lèo nhau? Bố không được lèo nhau nhá. Ở nhà chỉ có xoay lèo nhau thôi.
Lần này phải thật đẹp nhá. Đẹp như nào? Đẹp như mẹ làm không? Hay đẹp hơn? Được, xoài được chưa? Chưa, phải to, bố thích làm to cơ. Sao to không có gì nhá? Trời, sắp được rồi. Con có tin bố không? Đó. Nó phải giống cái đùi gì nhỉ? Đùi gà. Đùi gà. Thế thích ăn đùi gà. Dạ, tôi to. Ngồi lên trên nhà. Đi bơi. À, bây giờ con há mồm, bố ném cái mây này vào. Nhóm. Cắn miếng to. Đấy. Tông ra em mặc áo đỏ. Áo đỏ dâu trắng. Đi, mình vào bếp đi, mình dọn cái này đã. Thế thì làm bể bơi với bố nhá. Vậy là sau hoạt động làm kẹo bông ngọt ngào thì hai bố con lại rủ nhau cùng làm hồ bơi. Kéo ra. Ôi. Ố, đây. Cái con đè này cho bố. Có một lần vợ chồng mình cũng nhớ là một lần xoài trượt chân và ngã xuống nước. Và lúc đấy là cả hai vợ chồng rất là sợ, gọi là chìm mất khoảng mấy giây. Bố muốn rủ xoài tập bơi là để cho con có thể học được cách bơi, cũng như là để cho bố mẹ yên tâm hơn. Bố ơi. Ơi. Đây. Bố, cái này phải cho vào đây. Vừa cho vào đây, con lắp vào đây. Cho vào lỗ này, đầu kia. Lắp vào giống Lego. Vào chưa? Vào chưa? Được. Xoài. Ống nhòm. Đây này. Cầm như này thành hai súng. Bây giờ xài bần bố trong bố ô ư ế. Ờ. Đấy, đứng đây. Wow. Bố cần biết có này. Không, vòi chỉ đến đây thôi. Vòi chỉ đến đây thôi, xong rồi tí nữa nước đầy nó tự tràn ra bên đấy. À, cũng xong mất nguyên đấy. Ừ. Thế đi, để đợi nước đầy xong rồi mình mang phao với đồ chơi lên nhá. Nhưng mang đồ chơi ít thôi nhá, sẽ không cầm nhiều được đâu. Thôi mà cầm một cái nhá, xong rồi do mình nắng từ bờ sông rồi bị người kia mét xuống cơ. Mình phải khởi động tí nào nhảy. Yeah!
trong hai bố con có vẻ đang thật sự tận hưởng hoạt động này. Hy vọng rằng sau thử thách này, xoài của bố Sơn và mẹ Trang sẽ bớt sợ nước hơn để có thể học được cách bơi nha. Từ từ để bố xem chính xác công thức phải như nào nhá. Chắc phải làm như nào, xoay xoay vợ chúng như nào. Đấy nhá, mình đập vào đây xong rồi con tách làm đôi ra nhá. Đấy. Ui lời. Mình đầy tay rồi. Từ từ. Nó bị có vỏ trứng ở dưới này. Ui. Bơ quả cuối này con tự xem nào. Rồi xong rồi cho hai ngón tay vào rồi bẻ ra. Rơi ra áo luôn. Bơ cho đường nhá. Đổ đường vào. Khuấy đi. Cái này phải kiểu phải đánh lên ấy, như này này. Đánh đến khi trứng nhạt màu và bông như kem. Mở tay không? Không. Bố đánh nốt cho. Đánh nốt xong con cho bột vào nhá. À, hay vui. Bố đi máy xong rồi. Vừa mới phát xong luôn. Bố cũng nghĩ là máy đấy. Cái này thì lâu lắm. Được rồi. Đây, nó phải đổi màu đã. Đừng cho tay vào nhá. Hai bố con vẫn còn rất nhiều năng lượng cho hoạt động làm bánh. Chắc có lẽ là vì chiếc bánh dành tặng riêng cho mẹ nên là ai nấy cũng thật vui. Bây giờ mình phải cho bột. Bột này. Cái này đi mình làm sao mình cho cái này lên bánh gato xong rồi đẹp luôn. Cái gì đấy? Cái này để được lên bánh gato. Anh chỉ nhá. Đúng, trong trí. Được rồi đấy. Được rồi bố ạ. Xem bước tiếp theo là gì nhá. Tiếp theo là gì? Bố thấy bố uống sữa rồi. Sữa ngon quá. Hay bố uống sữa này đấy. Bum bum bum. Bum 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 bum. Cái này để làm gì? Cái này để làm gì? Tôi sẽ thành màu vàng rồi. Tôi cho tay vào rồi. Cho tay làm gì? Cho tay làm gì? Cho tay làm gì? Giữa tay đấy. Ghê ơi là ghê. Mình đổ đây là đúng rồi nhở? Nào, sao bố cùng đổ nào? Tay bự lắm, tay phải bự. Buồn cười thế. Ê, lại nghịch. À bơ mình phải cho vào nướng thôi. Bừng, hay cắn bó. Ui, cẩn thận nóng. Wow. À, để xin gọi mẹ xuống ăn bánh nhá. À, không. Mẹ đi vắng rồi, khi nào mẹ về mẹ ăn nhá. Ok.
Nhìn này, sao anh nhìn này. Nhìn nhá, nó đang lồng trắng nhá, nó sắp sửa thành kem đấy. Wow, cả cục kem to đùng luôn. Bây giờ con bôi vào đi. Xong rồi mình trang trí kẹo với bánh lên nhá. Bố sẽ đang vẽ sơn. Bố ở chỗ chưa? Chưa, mình phải làm cho nó tất cả màu trắng hết. Từ từ nhá, bơ mình phải làm cẩn thận chút. Mình phết đều ra. Khó phết rồi nhỉ? Ừ. Khó phết. Nhưng lần đấy nó bị chảy xuống. Không, bên trên được rồi. Bơ cứ làm nhiều là nó lại hỏng. Cái này được chưa? Chúng sợ một tội kèm đấy. Không, bố làm cho phẳng ra. Bánh mình xấu tí chắc mẹ cũng thông cảm. Mẹ có thông cảm không? Tại đây là lần đầu bố với Xoài làm mà. Đây là bánh tặng mẹ, cho kẹo lên được chưa? Mình phải nghĩ tính trước là mình sẽ làm như nào. Kẹo lên đây này. Thế á? Ừ. Bây giờ bố tạo viền màu nâu nhá. Xoài các màu đẹp ở giữa, bố màu đen ở viền nhá. Đấy, bơ con làm như này là nó đủ ra. Hết một đĩa rồi. Bố, cái này để đâu? Cái này để đâu? Nhưng mà con đang cho kín hết chỗ rồi, bố đang không biết để nhào nữa rồi. Để ít cái này lên cái kẹo đi. Đấy, bơ con xếp như này đi. Nó bị dài nhỉ. Bố cắt cho con xong con xếp nhá. Nó hơi dài một tí. Đây, bố cắt cho con xếp nhá. Xoài này. Tí mẹ về nhá, bố là ơ, ai làm cho mẹ đây. Xong rồi mình vé lên thế là mẹ ăn vào xong rồi cái kiệu nó ăn gà luôn. Thế làm có ngon không? Ngon. Hết một bát rồi. Bây giờ con cho kẹo này nhá. Kẹo này chua chua chua. Úi giời. Xoài bán bánh này bao tiền? 4. 4 gì? 4 triệu. Bánh này 4 triệu á? 5 triệu nữa. Anh có ai mua được bánh này không? Không. Nhưng bố sẽ phải làm mà. Thì Xoài nghĩ bán được à? Đúng. Ô rồi, hoàn thành chưa? Bánh đẹp không? Để xem nào. Con ngồi đây bố thử chụp kiểu ảnh với con với cái bánh. Bố chụp Xoài nhá. Xoài cười nào. Giơ hai ngón. Cuối cùng thì bố và Xoài đã làm xong bánh. Giờ thì tranh thủ làm vài tấm với chiếc bánh xinh nào. Chuyên gia tới đây. Tôi rất phục các bậc phụ huynh thế hệ trẻ ngày hôm nay ở chỗ là các bạn có rất là nhiều kỹ năng. Kỹ năng để tương tác, kỹ năng để vui chơi và thông qua cái tương tác vui chơi đó có rất là nhiều cái cách để chúng ta dạy con, chúng ta giáo dục con, uống nắng bẻ sữa con. Và có thể nói là bố Xoài là một trong những cái người bố trẻ mà tạo được cái cảm hứng cho tất cả những ông bố khác. Nếu như những ông bố đó vẫn còn có cái quan điểm cho rằng là chỉ có hai bố con thì biết làm gì với nhau. Thử thách lớn không? Đâu phải tập vậy. Vậy là nhân ngày hôm nay chỉ có hai bố con thì bố Long đã dẫn Andy Khánh đi học múa các loại đạo cụ và binh khí trong cải lương. Lớp học này có vẻ thú vị đây. Đúng chưa? Bây giờ ba tập cho con cái này. Rồi, đứng lên. Đưa cao lên. Đưa xuống. Chụp. Làm lại nào. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa cao lên. Đưa xuống. Thảy cung lên. Thảy cung lên. Chụp. Đúng rồi. Tao làm lại coi. 2, 3. Đưa cao lên. Xuống. Lên. Xuống. Thảy cung lên. Chụp. Thảy cung lên. Chụp. Đúng rồi. Rồi bây giờ con làm mình coi. 2, 3. Đưa hai cái chân là phải dang ra. Đúng rồi. Lên xuống. Lên xuống. Lên xuống. Ngang ngực. Ngang ngực chứ không phải xuống này. Ngang ngực ở đây nè. Đúng rồi. Ngang ngực ở đây.
Làm lại nè. 1 2 3 4 Thấy cô. Đấy, khi mà thấy cô là phải như vậy. Rồi bây giờ tiếp tục nè. 1 2 3 1 Bà làm nhanh quá. 3 Đúng rồi. Làm lại nè. Chống nè. Chống lên. Rồi hai chân sao? Hai chân ngang vai. Rồi. 1 2 3 Đúng rồi, cứ vậy làm vậy bạn. 1 2 3 Đúng rồi. Cái tay đừng có như vậy, cái tay phải như vậy. Đúng rồi, đó. Đúng rồi, làm lại nha. 1 2 3 Đúng rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới tập cái chân này ra. 1 2 3 À, cái chân ba là đưa ra làm sao mà? Tấn ra làm sao? Đang đứng vậy đúng không? Đang đứng vậy nè, đưa cái chân phải ra làm sao? Chân phải là chân nào? Đúng rồi. Đúng rồi, làm lại. 1 2 3 Thấy chưa? Đúng rồi đó, vậy mới đẹp á. Rồi làm lại nè. Mắt nhìn ra phía trước. Rồi thẳng người lên. 1 2 3 Đúng rồi, đó như vậy chính xác. Khi mà mình trụ lòng, mắt mình phải có thần. Chứ mà hiểu không? Mắt có thần là sao đâu? Mắt có thần là mắt đây nè. Ừ, ra lòng coi. Đúng rồi đó, hiểu chưa? Ok, đó bây giờ là múa côn là phải mình làm sao mà thấy nó hơi khó xíu nhưng mà cũng không sao, con làm được mấy động tác tại vì con là người cải lương mà. Tại vì con thấy ba đi hát hoài con mê sân khấu. Rồi bây giờ nghe, bây giờ con cầm cái quạt đó nè, bình thường cầm cái quạt chắc là sẽ đích à. Đi nhẹ nhàng đó, văn người kép văn người ta rất là nhẹ nhàng khoan thai đúng không? Đi qua. Rồi. Bung quạt nhẹ nhàng. Đúng rồi, nhẹ nhàng quạt cho ba coi. Đứng thẳng lưng lên, hốt bụng vô. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Rồi khi mà xếp quạt lại coi ba ta, ba xịt nè, ba chỉ nè. Khi mà mình quạt vậy, khi mà mình muốn xếp quạt lại thì mình cũng giống như là quay kiếm. Đâu con làm coi. Làm coi. Khi mà mình cầm cái quạt ha, mình xòe ra vậy thì cái cổ tay mình buông lỏng ra. Đúng không? Đó vậy đó. Thấy chưa? Là xong rồi, khi mà đưa lên đây thì cái tay cái mấy ngón tay này buông ra để cho cái quạt nó thế hết lại, nắm lại. À con hồi nãy con cũng làm rồi. Đây. Quay nè, muốn cái cổ tay cho nó nhẹ nhàng chút à, buông lỏng cổ tay mềm mại. Đúng rồi, nhẹ nhàng đưa ra ngoài chút, không có để sát vô người thì nó sẽ không có đẹp. Đúng rồi, rồi xếp lại coi, xếp quạt lại. Đúng rồi. Rồi bây giờ một cái thử thách là thử coi con làm được không nha. Đưa cái tay về, cái tay. Đúng rồi đó. Còn cái tay bắt sao? Đúng rồi, nhìn lên. Đúng chưa? Rồi. Nè nhìn ba nè. Thảy quạt. What? Rồi, thử thách làm thử thôi. Lụm lại.
cầm cái cán quạt, mình thảy nhẹ lên. Nè, nhìn ba nè. Đó, thảy vậy đó. Con chỉ biết làm vậy thôi. Chưa, thử thách này chưa được. Đúng không? Thôi bây giờ thử thách này nữa đi. Thôi thử thách này nè. Nè, nhìn nè. Luyến. Được không? Cái này giống như là múa kiếm vậy đó. Cái này không phải như vậy. Cái này là làm múa kiếm. Còn một chỗ một tay thôi. Cuốn cái cổ tay mình cho dẻo. Mình chỉ nắm một cán quạt thôi. Nè, nhìn ba nè. Nắm một cán quạt thôi. Quay. Đó, dùng cái cổ tay. Mà sao? Dùng cái cổ tay ba. Thôi, ba lấy quạt trắng đi. Rồi, dùng cái cổ tay. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Yeah. Còn cái tay kia làm sao? Cái tay bên tay trái. Đừng có chết như vậy. Cái tay bên tay trái. Không, vậy thôi. Đi một vòng cho ba coi coi. 2, 3. Tum 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 thang thang. Tum 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 thang thang. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Ok, cũng được rồi. Cũng được, dù sao đi chăng nữa mình cũng làm quen với cái quạt. Từ đó con chưa bao giờ con cầm quạt đúng không? Bây giờ cầm quạt con như vậy là cầm cái quạt quạt bình thường thôi. Còn mình cầm quạt để mà mình múa mình hát á là phải cầm theo cách khác đúng không? Đúng chưa? Rồi bây giờ mình tạm nghỉ trưa chút xíu đi. Mệt chưa? Dạ rồi. Ba cũng mệt quá. Nghỉ làm chút đi. Hồi đó đó ba mà đi học học hát cải lương á là 13 tuổi. Con bây giờ 6 tuổi. Con đi múa về là con quá giỏi rồi, con giỏi hơn ba luôn à. Hồi đó ba 13 tuổi ba mới vô trường Trần Vũ Trang ba học. Rồi mấy thầy cô mới dạy cho ba vũ đạo, dạy cho ba biết dùng binh khí, dạy cho ba biết múa côn, múa giáo, múa siêu, múa kiếm, múa song tô. Ôi, nói chung là các binh khí đều được học, múa quạt đó. Mà hồi đó con biết là học cực khổ lắm chứ không phải mà muốn học là học. Cực khổ như vậy lắm mới trở thành một người nghệ sĩ. Thì ba hỏi con muốn thành nghệ sĩ không? Muốn luôn hả? Hay là con thích làm bác sĩ? Hay con thích làm luật sư? Hả? Con... Hôm bữa con ước là khi mà con lớn lên thì con sẽ làm một cái nghề rất quan trọng. Đó là nghề gì? Bà con nghe cái gì mà nước ngâm vô lửa sẽ tắt không? Đúng rồi, nước mà xấu vô lửa phải tắt chứ. Thì đó con chọn cái nghề đó là nghề cứu hỏa. À, con thích làm lính cứu hỏa hả? Để làm chi? Để con chập tắt lửa cho. À, chứ con không thích làm nghệ sĩ hả? Con thích làm nghệ sĩ luôn, con làm hai nghề. Làm nghề gì thì cũng phải nhớ, phải cố gắng mình làm sao cho nó tốt nhất có thể, hiểu không? Đã hiểu. Ừ, giờ đã mệt chưa? Đã mệt rồi. Giờ mình tập tiếp được không? Ok ha. Rồi, giờ tập tiếp ha. Bắt đầu. Ôn lại bài múa côn. 1, 2, 3. Chung chung chang chung chang chung trung trung chung chang rung chung chang chung chang chung chang chung chang chung rung chung chung chang chung rung chung 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 A di thò mò. Ngộ Không, từ sáng giờ con đi đâu, giờ này con mới về? Chơi. Trời ơi, đi theo thầy mà con lại đi chơi. Con biết như vậy là con đã phạm luật hay không?
Không, con thích đi chơi. Lại thích đi chơi. A di đà Phật, ta sẽ trị tội con để con không còn muốn đi chơi mà bỏ thầy nữa. Hãy xem đây. A di đà Phật, tha cho nó một lần đi. Ngộ không con? Dạ. Con biết lỗi rồi, vậy có con theo thầy đi thỉnh kinh không? Dạ có. Có phải không? Ngoan lắm. Vậy thì thầy trò ta hãy cùng đi thỉnh kinh nha. Tình 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 tình. Hả? Ngộ không? Con hãy xem ai tặng quà cho thầy trò ta đó. Gì vậy con? Ngày của mẹ. Hôm nay là ngày của mẹ. Nhưng dịp này hai bố con hãy làm một món quà bất ngờ dành tặng cho mẹ trước khi mẹ quay trở về vào cuối ngày. Vậy thì hai thầy trò ta hãy mau quay về Hồ Biên. Chị chỉ sợ rằng là mạnh cha bấm điện thoại, mạnh con coi tivi thôi. Rồi chị sợ là không cho con ngủ trưa. Rồi ăn uống chị lại sợ nhất rằng là cứ mua gà rán chiều theo cái sở thích của con mình. Chỉ có con thôi đó. Một miếng dây gà rán. Ngon không? Dạ ngon. Con ăn ba còn thấy ngon. Đúng ý đúng không? Dạ. Bữa nay nhiêu ký rồi? 34 ký. Ôi trời ơi, 34 ký là quá tải rồi đó. Ăn gà rán bớt bớt lại, không mập lắm á. Biết không? Dạ biết. Bây giờ con ăn xong ha. Con ăn xong rồi, ba với con sẽ thực hiện cái thử thách của chương trình. Nếu nó bất ngờ thì chắc có lẽ là từ đó giờ chưa bao giờ ông làm cái gì cho Trinh bất ngờ hết á. Cái gì mà bất ngờ? Tắt đèn lại xong cái mình mua mấy cái đèn tím tím á, rồi màu hồng hồng á. Mình để xuống dưới xong cái mình bắt đèn lên. Con giúp cho ba đúng không? Để cho mẹ có một món quà bất ngờ đúng không? Dạ. Ok không? Dạ ok. Ok. Chuyên gia tới đây. Em thì Khánh khá là thông minh khi mà diễn đạt được cả cái thần sắc ở trên gương mặt, ở trên ánh mắt của mình nữa. Tôi cho rằng là ông bố bà mẹ nào mà có được một đứa con mà phải nói là có cái cảm thụ về nghề nghiệp kết nối với mình như vậy á, thì chắc là ba mẹ đó sẽ rất là hạnh phúc. Và không chỉ tập luyện cùng với ba một cách hăng say mà Andy Khánh có cái khả năng diễn đạt khá là tốt. Thí dụ như khi em chia sẻ về cái việc là con thấy ba đi diễn hoài, con mê, con là người của cải lương mà, thì tôi nghĩ con phải rất là yêu thương cha mẹ, rất là quan tâm công việc của cha mẹ, và thậm chí là có một cái sự ngưỡng mộ về nghề nghiệp của cha mẹ, thì con mới đặt hết cái niềm tin, cái hạnh phúc của con vào cái công việc này. Nào bây giờ Cam bơm nhá. Hai bố con nhà Cam Cam đang trang trí phòng để đón mẹ Loan về đây mà. Con vừa mới học. Đấy. Nó không hoạt động. Đây nó hoạt động đây, đấy nó hoạt động đây. Đấy. Con cầm chắc vào. Con cầm chắc vào chứ không thì nó lại xịt ra. Ui. Này. Này con cầm đi. Là con cầm chắc ở dưới. Đấy, rồi cho căng quả bóng bé. Con buộc được không? Buộc con. Buộc á, buộc bơm to lên nữa nhá. Bơm to lên nữa nhá. Yeah.
quá. Con thì nổ sao? Nổ như nào? Đi xếp bóng một dưới đi. Đèn. Con xếp bóng thành một hàng đi. Bà già thế hả? Chống tay ở hông nói ai đấy? Nhiều bóng chưa nhở? Nhiều bóng chưa nhở? Cũng tương đối đấy. Chắc là bố bơm thêm một ít nữa không rồi bố sẽ đi lồng cái ảnh nhá. Đây là ảnh này. Ảnh ai đây? Ảnh ai đây? Ảnh bố mẹ. Và Cam. Úi dồi, Cam hồi bé này. Cam hồi bé này. Xinh hay xấu? Xấu mà. Xấu ít. Xấu ít. Mẹ xấu ít. Con xấu nhiều. Không. Con xinh ít. Không. Con xinh nhiều. Không. Có xinh nhiều cũng không? Xinh nhiều có không? Cả. Ok, bây giờ nhá. Con... bố cứ bơm quả bóng mà. Một tí nữa bố bơm nhá. Có một quả bóng màu xám ở dưới mà. Con nhặt hết bóng và xe đẩy cho bố đi. Có những bóng ở đâu con nhặt hết vào xe đẩy cho bố đi. Đây, 2 giây. 1 giây sẽ là ảnh, 1 giây là yêu mẹ Loan nhé. Bố dán giây trước nhé. Cam ơi, đính ảnh ở trên hay là đính ảnh ở dưới? Đính ảnh ở dưới à? À sao bố lại cho bố có và bố? Ừ. Rồi, Cam đưa bố cái kéo nào. Đưa cho bố cái kéo. Đúng rồi. Đưa cho bố cuộn băng dính. Đúng rồi. Được nhiều việc phết nhỉ. Đưa cho bố sợi dây ở đây. Cam đính ảnh vào cho bố nhá. Đứng đây này. Bố con mình này. Ừ, bố con mình. Bố con mình à. Nào Cam ơi, bây giờ con ra đây con ghim cho bố cái này vào này. Cầm lên cho bố, đúng rồi. Giữ ở đấy cho bố nhá. Rồi, thả đây ạ. Rồi. Chết rồi, còn bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 9, 10. Cái này là 1, 3, 7. Làm gì đấy? Khiếp. Bố con mình là... Bố con mình gì? Bố con mình là một gia đình á? Yêu Loan. Bố bảo này. Bố viết chữ này là yêu Loan béo nhất nhá. À, bênh à. Thế thì yêu Loan gầy nhất nhá. Bố ghi là yêu Loan béo nhất nhá. Mày bênh mẹ mày lắm. Chết rồi. Bố xếp nhầm rồi. Còn đúng cái cuối thì lại bị nhầm. Rồi, bây giờ lại phải đổi lại nhỉ. Yêu mẹ thì căn phòng để chào đón mẹ Loan trông thật lung linh làm sao. Thích không? Thích không? Thì mình làm mẹ làm sao nhỉ? Bất gì nhỉ? Bất ngờ. Đi nữa không nhỉ? À, bố sẽ lấy bố quay lại mẹ lúc này. Thật ra là cũng khá là hồi hộp đấy. Vì là khi mà làm cái này lên xong thì mình rất là hóng cái phản ứng của mẹ Loan khi mà mẹ Loan kiểu thấy cái này như thế nào. Thank you.
wish that I could find bất ngờ chứ mẹ à. Yêu mẹ Loan nhất à. Chào mẹ đi. Chào mẹ Loan. À, hôm nay là ngày của mẹ cho nên là hai bố con đang cùng với cả chương trình đang đi đi làm một cái bình gốm để tặng cho mẹ Loan. Thật ra thì đây là một cái bí mật của chương trình cũng như là của bố con Cam muốn dành cho mẹ. Và ôi dồi, con hát không chưa? Và Cam có muốn gì nói với mẹ không nhỉ? Mẹ ơi, sao nữa? Con gì? Con yêu. Con yêu mẹ nhiều lắm. Ừ, con chúc mẹ gì? Con chúc mẹ, con không biết à? Bố con Cam muốn chúc mẹ Loan luôn luôn mạnh khỏe này, xinh đẹp này. Và mẹ Loan sẽ luôn nhớ rằng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì luôn luôn có hai bố con ở bên nhá. Chúc mừng ngày của mẹ. Bắn tim như này này. Bye bye mẹ nào. Bye bye. Ôi, cảm ơn hai bố con nhỉ. Yêu quá. Ai đấy Cam? Em Bì. Em Bì có phải là con không? Ai thổi bóng cho mẹ thế này? Hả? Ai thổi bóng cho mẹ thế này? Bố. Bố à? Thế Cam có giúp bố không? Nhưng mẹ. Không hả? Nào con làm hình trái tim cho mẹ nào. Làm hình trái tim cho mẹ như nào. Ừ, trời ơi. Trời. Cam ơi chạy xuống đây cầm bình ra tặng mẹ. Cầm bình tặng ra tặng mẹ. Đấy, bình sáng đấy. Hai bố con tô. Này con cầm đi. Bình Cam làm đấy à? Ừ, bình Cam làm, Cam vẽ đấy. Cam tô đấy à? Ừ, thì tô như thế là chỉ có Cam thôi chứ còn ai tô. Đây là Cam làm à? Ờ, con thơm mẹ cái nào. Ôi giời quá. Cam làm với bố à? Mày Cam làm với bố không? Bất ngờ thế. Lục lại không? Có. Hai bố con thổi bóng à? Ừ. Ờ, cũng khá là bất ngờ bởi vì là đợt này thì bọn mình đang quay ở trong Sài Gòn và cũng không phải ở nhà mình nữa. Nên là khi mà tạo bất ngờ như này thì mình kiểu nghĩ là điều đấy nó rất là khó thể xảy ra. Bởi vì là ở nhà thì bố Kiên cũng hay tạo bất ngờ rồi. Nhưng mà ở đây thì lại là ở một nơi mà không phải là nhà mình nữa. Cũng không có để đủ điều kiện để mà hai bố con có thể kiểu làm bất ngờ cho mẹ được ấy. Nên là cũng khá là bất ngờ. Bất ngờ không? Em không biết gì đâu đúng không? Không. Thật ra là chưa hết đâu. Phản gì? Thật ra là chưa hết đâu. Bây giờ quà của mẹ sẽ là đi dọn dẹp, rửa bát đĩa hết chỗ này đúng không? Phần quà của mẹ là làm đúng việc mẹ thích nhất. Ừ. Cái đấy thì người lớn ăn thôi, cái này trẻ con ăn được. Con Cam chào mẹ. Ôi đau quá. Đây, nốt bó hoa cuối. You always looked after me, brother, when we were children. You always had my back. You took all the blame when our father caught us doing things that drove him mad. Thật ra là từ hồi mà vợ chồng mình mới bắt đầu yêu nhau thì đến bây giờ cũng đã là 7 năm rồi. Thì bọn mình cũng đã vẫn hay tạo cho nhau những cái bất ngờ từ những cái ngày đầu tiên đến bây giờ cũng vậy. Cái đây nó là một cái việc không thể thiếu và cũng không nên thiếu trong cuộc sống vợ chồng cũng như là trong cuộc sống gia đình. Tại vì là ai cũng thích tặng quà cả mà chúng ta tặng quà một cách bất ngờ nữa thì thật sự là mình nghĩ là sẽ nâng được cái tinh thần cũng như là cái tình cảm gia đình lên rất là nhiều. Thực ra thì những cái bất ngờ mà bố mẹ Cam dành cho nhau cũng như là dành cho Cam thì mình nghĩ rằng là
không chỉ dừng lại ở cái việc là tạo cho đối phương cái sự bất ngờ khi mà nhận được món quà, mà đấy là một cái cách mà bọn mình thể hiện cái tình cảm cho nhau. Nên là cho dù là sau này khi mà Cam lớn, Cam có biết làm những cái điều mà bất ngờ hay là không bất ngờ, thì mình vẫn tin rằng là trong tất cả những cái món quà mà Cam dành tặng cho bố mẹ sau này, thì hy vọng rằng là trong đấy nó sẽ chứa chất thật là nhiều tình cảm. Thì như thế thôi là bố mẹ đã cảm thấy rất là vui rồi. Đúng rồi, chứ không cần thiết mà phải kiểu như là làm gì đấy nó có là to tát cả. Miễn là những cái món quà cũng như là tất cả những cái thứ mà Cam tặng cho bố mẹ nó xuất phát từ tấm lòng thì bố mẹ cảm thấy rất là quý rồi. Chúc mẹ năm nay mẹ khỏe nè, xinh đẹp nè. Năm nay thôi à? Tất cả mọi năm, nhưng mà đang chúc ngày của mẹ năm nay á. Ngày hôm nay quả thật là trọn vẹn với những nỗ lực của bố Kiên và Cam. Và có lẽ không thành quả nào giá trị bằng nụ cười hạnh phúc của mẹ Loan và không khí đầm ấm của cả gia đình ngay lúc này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với nhà xoài nha. Hình như là hai bố con đang trồng cây để tặng mẹ. Cây nhá. Bây giờ mình sẽ cho vào hộp cây để cho vào đây xoài nhá. Bơ bố cắt xong rồi tí nữa con dán sticker vào nhá. Con dán sticker hay con dán giấy? Dán sticker. Bố cắt thuộc xưa. Đấy. Khi nào con tặng mẹ con nói như nào? Con tặng mẹ. Con bảo ai làm? Xoài làm. Cứ dán sticker được chưa? Mình bọc màu này cho đẹp đã nhá. Ấy màu vàng. Vâng. Bố dán nó ra đúng không? Ừ. Bố sẽ tặng mẹ cái này nhá. Bố thấy đẹp đấy. Xoài, con bôi hồ vào cho bố. Dính vậy làm gì? Để trang trí. Bây giờ đến giấy của xoài nào. À, bây mình viết chữ gì? Chữ mẹ nhá, màu hồng nhá. Trái tim. Nào, dán sticker tiếp nào. Wow, con dán nhiều trái tim đấy. Dán nhiều tặng mẹ. Con yêu mẹ không? Con yêu nhiều không? Không yêu bố. Yêu bố ít. Xoài thích nói gì để bố nói lại, để bố viết lại nào. Con muốn nói là con gì? Con yêu mẹ. Con yêu mẹ rồi. Để bố viết cho. Đây để bố viết cho. Con viết ra giấy này đi. Bố ơi. Bố cứ tưởng con đang viết gì. Xoài yêu mẹ gì nữa? Chúc mẹ ngủ ngon. Ngon đó. Bây giờ nhá, bố ký xong con cũng ký nhá. Hai chú, ai ký ở đâu? Đây, con ký ở đây. Con ký nhau để mẹ biết đây là con. Đây. Đấy, ở chỗ bố chỉ đây này. Rồi. Bây giờ bố với xoài sẽ xúc đất vào. Nào, bớt xúc vào đây. Xúc ở đây trong cây. Nào con xúc vào đây nào. Xúc vào đây. Rồi, đất, phần đất thế là được rồi đấy. Bố ấy có cái gì nó bò lên tờ giấy này? Đâu? Đấy. Có thấy đâu? Nó vừa bò xong. Nào, bây giờ thiệp xong rồi. Cây xong rồi, yeah. Đợi mẹ về thôi nhá. Mình phải làm mẹ bất ngờ nhá. Xoài bảo mẹ nhắm mắt vào, mẹ đứng ở đây nhá. Xong rồi, xoài đếm 1, 2, 3. Xong rồi mẹ mở mắt ra. Xong rồi xoài cầm cái này, xong rồi mẹ mở mắt ra. Mẹ thấy có cái này, thế là mẹ là wow, ai làm đây? Xong rồi cái này nữa, cả bánh gato nữa. Xong rồi cả thiệp này nữa. Mình phải làm thật bất ngờ nhá. Nhất trí. Hai phải đâu ấy? Lại trêu tôi. Ôi mẹ về. Mẹ bấm chuông đấy. Con đứng tặng mẹ ở đây, con đứng ở đây. Chưa, mình cảm giác là bé đang không kìm được cái cảm xúc và muốn được ra tặng mẹ ngay lập tức. Chứng tỏ là tình cảm bé dành cho mẹ là rất là lớn. Mình cũng rất vui khi mà nhìn điều đấy. Xoài ơi. Gì đấy? Mẹ đang về. Bố mở ra. Nhắm mắt nhá. Khi nào xoài đến 1, 2, 3 thì mẹ mới mở nhá. 1, 2, 3. Would you stay for me if I let you in so secretly?
Bánh bún bố với xoài làm á? Xoài bố làm bánh á? Hay làm bánh tặng mẹ? Sao xoài là bố làm giỏi thế? Hôm nay xoài làm có vui không? Xong sẽ đập bột trứng xong một xoài vỡ ra xong rồi xoài khuấy 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 xong rồi khuấy bột á? Khuấy bột xong rồi nó bị lâu quá xoài phải dùng vòng máy. Thế là xoài cho vào máy khuấy á? Thế xoài trang trí bánh này về bố có lâu không? Nó bị lâu. Ơ thế còn cái này? Cái này là gì? Cái này là xoài trồng cây. Trồng cây à? Xoài ai dán là xoài? Xoài dán. Ôi, xoài viết đẹp thế. Bố lại. Cảm ơn xoài. Thế bây giờ xoài đọc thiệp. Bây giờ xoài đọc thiệp này cho mẹ xem. Xoài viết chữ gì đây? Đây là xoài đây là nói xoài đấy. Rồi. Đây là chữ gì? Bố hỏi là xoài muốn nói gì với mẹ hay xoài nói gì nhỉ? Xoài bộ là chúc mẹ ngủ ngon. Mẹ sẽ đi thăm bố xoài nào? Viết là muốn nói dương thế. Muốn nói nhiều lắm nhưng mà nói nhiều người. Bao nhiêu đúng không? Mẹ cảm ơn bố con xoài. Nhiều khi nói mấy cái này lên cứ bị kiểu ngại. Trong mấy tiếng mẹ đi và bố con xoài làm nhiều việc thế nhỉ? Xoài ơi, bây giờ mình cắt bánh để ăn không? Ăn thử xem bố với xoài làm có thành công không nhá. Nhưng thịt thuộc cái kẹo chua chua vào, ăn vào nó chua chua đấy. Nó chua chua? Đúng. Ok, thế mình thử đi. Xoài ơi. Nhưng mà em nhìn em đã thấy màu của xoài chưa? Trông rất là xoài. Rất là xoài. Nhưng mẹ, cái này không chua chua đâu mẹ. Khi mình nhìn chiếc bánh mình đã cảm nhận được là đây là một tác phẩm mà kiểu xoài rất là có cái nhìn, có cái sự màu mè, có cái sự nghịch ngợm của xoài ở đây. Nên mình cảm thấy cái thành công là mình đưa được cái cảm xúc, đưa được cái tính cách của hai bố con nhà xoài vào cái chiếc bánh đấy và mẹ có thể nhìn ra. Thì theo mình đấy mới là thành công. Đây, chụp cả nhà nhá. Mẹ cầm đi. Chụp như này đi. Đây rồi, chụp selfie. Chụp cả hai gì hả xoài? Hai vợ chồng. À bố thơm đây, không cho xoài thơm đâu. Thế là từ hôm nay xoài biết làm bánh nữa à? Lần sau xoài lại làm tiếp nhá. À xoài ơi, chạm cốc. 1, 2, 3, vô. Bữa tối của nhà xoài hẳn sẽ rất rôm rã vì có bao nhiêu điều mà bố và xoài muốn kể cho mẹ nghe. Mẹ Trang chắc chắn sẽ rất tự hào khi hôm nay xoài đã trưởng thành như thế nào, khi đã chỉ bố Sơn cách làm kẹo, làm bánh và còn nhiều điều khác nữa. Và ở nhà của Andy Khánh, hai bố con cũng đang rất hồ hởi để chuẩn bị làm điều bất ngờ tặng cho mẹ. Bây giờ đầy đủ chưa? Đầy đủ, bây giờ ba sẽ làm một cái băng rôn. À, con viết thiệp đi. Bây giờ con nghĩ cho ba cái băng rôn bây giờ mình sẽ viết cái chữ gì lên đây? À, con nghĩ là viết cả nhà xung mẹ đi. Mẹ cả nhà đúng không? Cả nhà đúng không anh Đi? Dạ, cả là dấu hỏi. Trời ơi, nó chỉ tôi cả là dấu hỏi. Cả nhà gì anh Đi? Cả nhà thương mẹ. Vậy mà ba cũng quên. Ba hay quên quá anh Đi. Rồi bây giờ bắt đầu ba cắt nè. Tại sao nãy ba ngu quá, ba không muốn lấn nó qua đây người ta. Bỏ nghề lâu quá con. Bây giờ con viết I love you nhỏ trước. I love you. Bây giờ con sẽ vẽ hình mẹ trong tóc đen. Đúng là cái thử thách này hơi bộ khó khăn quá anh Dì ơi ha. Mà con nói với con là dễ lắm luôn á. Ủa vậy hả? Sao vậy? Đâu có thấy gì khó đâu. Ba thì khó. Mấy cái này dễ ọt rồi. Đó, C. Yes sir. Con có tô màu cho mẹ không? Dạ có chứ. Con phải tô màu nha. Con viết xong cái đã. Con vẽ con mắt đẹp thiệt đẹp luôn. Con biết hồi xưa là ba là nổi tiếng như làm mà bích chương á của trường biết không? Mà bỏ nghề lâu quá rồi lục.
Anh Đi ơi. Dạ. Không biết giờ mẹ đang đi đâu ha? Con biết mẹ đang đi đâu nè. Đi đâu? Mẹ đang đi chợ. Ủa, hoặc mẹ... là mẹ đang đi chơi hay là mẹ đang đi gì á. Mẹ đi, chắc mẹ đi siêu thị hay đi chợ gì đó chứ còn... Chợ lớn. Chợ lớn hả? Mẹ đi chợ lớn. Chợ lớn mua cái gì? Mua cái gì con cũng không biết. Anh Đi ơi, là anh Đi ơi, hình như là gần tới giờ mẹ về đó anh Đi à. Ủa vậy hả? Đâu có biết đâu. Mình phải làm nhanh lên mới được, chứ không mẹ về là bể hết biết không. Con lỡ vẽ ba nhỏ hơn mẹ rồi. Mà cái này tiền của mẹ thì ba phải nhỏ hơn chứ. Ý như con nói là cái này là của mẹ, thử ba phải nhỏ hơn mẹ đúng không? Dạ. Được, chấp nhận. Con sắp hoàn thành cái bức tranh của con. Ba cũng sắp sửa hoàn thành cái băng rôn của ba nè. Nhanh lên nha. Con sắp sửa hoàn thành hơn ba luôn á. Coi ai làm được nhanh nha. Ok. Ba xong rồi đó, con chưa xong kìa. Ba ơi, đợi con với ba ơi. Thôi con làm cho nó nhanh lên cái. Anh Đi ơi, ba với con mà làm cái này xong là coi như là mẹ con hết hồn hết vía luôn á. Con nghĩ vậy. Ừ. Tại sao mẹ hết hồn hết vía? Tại vì mình làm đẹp. Không phải, mẹ giờ mày thấy thử thấy ghê quá. Đúng không? Về nhà tắt đèn hết xong cái. Trời ơi, gắn mấy cái đèn này vô. Tuyệt vời. Tuyệt vời luôn hả? Tuyệt vời mà hơi xấu rồi. Hơi xấu chút xíu thôi. Ôi ôi, bây giờ con làm cái thiệp đi, con gấp lại. Rồi anh Đi ơi, ba xong cái này con giờ con với ba giơ lên coi được không vậy? Dạ anh Đi, giơ lên coi. Con cầm bên đây cho ba coi. Cầm bên kia coi, giăng lên qua coi. Giăng lên coi được không? Thẳng ra. Căng thẳng ra. Ok, cũng ok lắm. Con nghĩ rằng là mẹ sẽ nghĩ là rất vui. Trời ơi. Đội tóc giả ba mất tiêu rồi. Đợi bấm. Yes. Bây giờ con sẽ làm màu trắng, còn ba làm cái màu màu hồng đi ha. Bây giờ mình đem bong bóng lên nè. Bắt đầu mình làm nè. Mình gắn thiệp lên cho mẹ nè. Treo băng rôn nè, mình gắn bong bóng nè. Anh Đi, đem đồ lên. Tự tay mình làm. Con, tự tay con làm. Thì nó sẽ là một cái cảm xúc rất lớn đối với Trinh. Ôi. Trời ơi, trời nắng nay như vậy mà có gió luôn. Rồi, tiếp tục. Ba giúp con đi ba. Sao ba giúp con? Ok được rồi. Rồi. Ok. Đi lấy ghế đi. Ba làm cũng rất tốt. Rồi ba trang trí cũng hơi đẹp xíu. Là con chấm ba ngày hôm nay là được bao nhiêu điểm? Con chấm ba hôm nay là được 2.000 tỷ điểm luôn.
Lâu lắm rồi. Từ đó tới giờ được chở đi Honda cũng 2-3 lần. Chị suối hoài à, nói là thôi đi đi Honda đi. Nhiều cái nó vui lắm anh, chở con chiều chiều mát mát này nè. Chở hai nhỏ đi vòng vòng chơi. Ui, thôi cứ thôi không mà. Nhưng mà hôm nay làm cái điều này vui. Anh đi xuống. Cái gì vậy trời? Thành thang. Cái gì vậy đi? Một điều bất ngờ thứ hai. Thành thang thang thang. Thành thang. Đi ngủ tay ba. Thành thang. Mình chia sẻ thực tế nha. Mình khi mình coi những cái game hay những cái quay mấy bạn quay trên YouTube á, mấy bạn hay nói à đây nè các bạn ơi, này thế nào tôi làm những cái rải hoa xong trên chiếc giường có cái hoa này cái nọ làm bong bóng. Mình nghĩ đó là cái hình thức là dàn dựng thôi. Nhưng hôm nay mình là cái người đặt vào cái vị trí đó, mình mới biết được là không có phải là cái sự dàn dựng nào cả. Tự nhiên cái mình cảm thấy mình vui, ôi trời ơi, từ đó tới giờ tôi không có nghĩ là tôi đang được như vậy, mà cuối cùng mình lại là người được đi trên những cái giống như thảm hoa hồng vậy đó. Smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you put down the wall to go. Coi cũng được lắm chứ. Cái cảm xúc của mình nó dùng hai chữ hạnh phúc thì nó cũng đúng, có thể không biết dùng từ nào nữa nó hơn cái chữ hạnh phúc đó nữa. Đây xin tặng, bất ngờ chưa. Trinh thì nhiều khi Trinh cũng nói là sao nhiều khi thấy người ta 8 tháng 3 người ta có tặng hoa cho người yêu, hay là ngày lễ tình nhân tặng hoa cho người yêu rồi kia, mà không thấy anh tặng em gì hết. Thì anh cũng có nói là đúng là anh dở cái điều đó. Anh dở hơn những người đàn ông khác là cái chỗ đó, là anh không có biết ga lăng. Bất cứ người phụ nữ nào mà thấy cái người đàn ông gia đình mình thương thì mà làm những cái điều mà mình không bao giờ mình tưởng tượng được để vì mình cảm nó rất là hạnh phúc. Em thấy không, kỳ công của hai cha con ngày hôm nay vất vả từ sáng tới giờ. Còn đây anh thì cũng có món quà tặng mẹ, tặng đi. Con tặng cho mẹ nè, đây là một món quà con tự tay con làm. Hung mẹ cái đi. Thôi chân thật nha. Chân thật à. Con sẽ chăm sóc mẹ, không cho mẹ bị già đi. Rồi con sẽ giúp mẹ làm việc. Bây giờ hỏi để cho mẹ mở quà ra. Em bất ngờ quá. Andy làm cả ngày luôn đó. Để người ta trả kìa.
có lần mình mắng Andy á, tại sao con cứ ngồi vẽ hoài vậy, trong ngồi cái quán ăn đó thì ngồi vẽ thì Andy tặng cho mình một mảnh giấy nhỏ của cô lễ tân đưa I love you mom, thì tại vì bé mới học tiếng Anh rồi, bây giờ lại thêm một lần nữa, lần này thì khác hẳn, nhân ngày của mẹ này lại được tặng thêm một cái bức tranh nữa, lại Trinh lại cất thêm một cái kỷ niệm của con mình vào một cái hộp nho nhỏ để sau này con lớn lên con lật ra để hoài niệm lại những cái gì mà hồi lúc nhỏ bao nhiêu tuổi con đã tặng cho mẹ. Nè bây giờ em hãy nhìn đây, đây là một gọi là tuyệt tác phẩm, cả nhà thương mẹ, tuyệt tác phẩm luôn. Của, cái này là trong hồi trước của hai cha con đã làm từ sáng giờ, đổ mồ hôi hột để mà làm được cái này. Rồi mình thấy những cái dòng chữ viết nó chân thật lắm. Mình nhìn chồng, rồi mình nhìn hai con, mình cảm thấy như là ấm áp lắm rồi. Những cái gì mà nó hơi bóng bẩy, hơi lãng mạn quá thì đối với riêng cá nhân Long thì Long không có được cái đó. Trinh rất là thiệt thòi vì Long không có được những cái lãng mạn đó trong tâm hồn của một người nghệ sĩ. Người ta thường nói là nghệ sĩ là lãng mạn lắm, nhưng mà thật sự Long không có được cái điều đó. Và Trinh là cái người hiểu và thông cảm cho Long. Vì vậy cho nên là có được cái ngày hôm nay là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với vợ chồng Long. Rất là cảm ơn chương trình Thử Thách Lớn Khôn. 1, 2, 3 vô. Cảm ơn mình. Mình đã cho em những cái điều lãng mạn mà hơn 10 năm rồi chưa bao giờ mình làm được cái điều đó. Có lẽ không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của mẹ Trinh Trinh ngay lúc này. Và hẳn là mẹ sẽ còn tự hào và hạnh phúc hơn nữa khi được nghe những chia sẻ ấm lòng của Andy Khánh với bộ môn nghệ thuật cải lương mà cả bố và mẹ đã dành trọn cả cuộc đời để theo đuổi. Con cái chính là món quà tuyệt vời nhất. Nhưng sự thấu hiểu từ con cái lại chính là món quà vô giá nhất mà các bậc làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn có được. Thử thách một ngày vắng mẹ quả là có chút vất vả với những ông bố vụng về. Nhưng với tất cả sự lãng mạn này từ các ông bố và tất cả sự chân thành này từ các con, hy vọng đã chạm được đến trái tim của các mẹ. Đây cũng chính là lời cảm ơn to lớn nhất gửi đến các mẹ vì đã hy sinh và luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Ngày của mẹ, ngày 10 tháng 5 là ngày của mẹ. Mình phải làm một món quà đặc biệt gì đó. Trước khi mẹ quay trở về vào cuối ngày, quà gì bây giờ? Hai cha con tự nấu ăn làm cho mẹ bất ngờ. Sao mình lại tự làm khó mình thế này? Mình ăn giống bố này, giống bố này. Đấy, đúng, chuẩn luôn. Dạ. Yeah. Rồi, cao chân luôn, cao chân bậc thang. Rồi, đi bình thường. Okay, shh, shh, shh. But remember, they cannot hear your voice, okay? Mama cannot hear you. Đón xem tập 10 Thử Thách Lớn Khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 năm 2020 trên kênh HTV7 và được phát lại vào lúc 20 giờ 50 phút Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 trên kênh Hà Nội 1. Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá.